Hello, xin chào các bạn. Mita đây, Mita đã quay trở lại với các bạn trong cả series chăm sóc sức khỏe chủ động. Và Mita là ai? Mita là một tiến sĩ khoa học y sinh. Mình ở đây chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức khoa học cơ bản nhất để các bạn áp dụng vào trong đời sống thường nhật, giúp các bạn nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng cuộc sống của người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư ha. Đó. Thì bài hôm nay Mita sẽ chia sẻ cho các bạn là ba trường hợp các bạn không nên bổ sung muối mật. Đó. Như các bạn đã biết rồi, mật được tiết ra từ tế bào gan và được lưu trữ ở trong cái túi mật, rồi sau đó khi bạn ăn thức ăn vào thì mật sẽ được đổ vào tá tràng và tham gia cái việc tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra thì mật đóng góp như là một cái chất tẩy rửa để thanh lọc gan, thanh lọc cơ thể của các bạn, cũng như là chức năng tham gia vào cái chức năng của tuyến giáp nữa, đúng không? Đó. Tuy nhiên bạn cũng biết rồi đó, rất là nhiều trường hợp bị thiếu mật, nhưng cũng có một số trường hợp bạn không nên bổ sung muối mật. Đó, không nên bổ sung muối mật. Và sau đây là ba trường hợp đó. Trường hợp thứ nhất đó chính là bạn bị tiêu chảy. Bạn bị tiêu chảy có nghĩa là cái lượng dịch mật bạn tiết ra trong đường tiêu hóa, trong đường tiêu hóa rất là nhiều, nhiều đến mức là làm quá trơn tru cả đường tiêu hóa đi và bạn bị tiêu chảy. Nếu mà bạn bổ sung thêm muối mật trong trường hợp này thì cái tình trạng tiêu chảy của nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Cho nên là trong những lúc bạn bị tiêu chảy thì bạn không bổ sung muối mật, không bổ sung muối mật. Trong cái lúc bạn bị tiêu chảy, điều đó không có nghĩa là cơ thể bạn tiết ra dịch mật đủ. Nhưng nó đang hoạt động gọi là quá mức, hoạt động quá mức. Bạn hãy làm cho cái việc tiêu chảy được ngừng lại rồi mình mới bắt đầu thực hiện cái chiến lược là bổ sung muối mật bị thiếu hụt trong cái vấn đề bị tiêu chảy. Đó. Nhưng đúng trong cái giai đoạn tiêu chảy bạn không được bổ sung những không được bổ sung muối mật như vậy ha. Rồi, trường hợp thứ hai là trường hợp bạn bị cường giáp, thế là như Mita đã phân tích cho những cái video trước đây thì các bạn được hiểu rõ rồi đó. Thì vì là muối mật được tham gia trong cái chức năng làm chuyển đổi cái hormone T4 ở trạng thái không hoạt động sang trạng thái hoạt động là T3. Thì khi mà bạn bổ sung muối mật thì cái việc chuyển này nó cứ diễn ra nhiều hơn. Thì cái T3 của bạn khá là nhiều, có nghĩa là cái hoạt động hormone tuyến giáp của bạn ở trạng thái hoạt động rất là nhiều. Bạn đã bị cường giáp rồi là có nghĩa là cái trạng thái hormone tuyến giáp của bạn hoạt động rất là cao, mà bạn là bổ sung thêm muối mật thì nó sẽ tiết ra cao hơn nữa. Cho nên trong trường hợp bạn bị cường giáp thì bạn hãy lưu ý là không sử dụng hoặc là không bổ sung những muối mật vào bên trong cơ thể. Nếu bạn sử dụng những cái thực phẩm có liên quan liệt kê ở cái bài trước mà liên quan đến cái vấn đề mà cường giáp gì đó, hay là bổ sung muối mật gì đó, thì bạn sẽ sử dụng một lượng ít hơn so với người mà bình thường, hoặc là bạn sử dụng một lượng là điều độ, có nghĩa là khoảng 1-2-3 ngày dùng một lần chứ không phải ngày nào cũng dùng ở một lượng lớn như người ta. Đó, thì bạn sẽ tự nhận dạng bản thân và bạn tự điều chỉnh ha. Đó. Vấn đề thứ ba là cái vấn đề gọi là bạn gặp trong tình huống hấp thu mật kém. Có nghĩa là mật sẽ cần được là tái sử dụng, bạn hiểu không? Là trong cái vấn đề là đường ruột của bạn gặp được vấn đề, cái hệ đường ruột của bạn gặp vấn đề, bạn bị tổn thương đường ruột tiêu hóa kém, hay là bạn bị ung thư đường ruột gì đó. Trường hợp là nữa là bạn bị bệnh là bị cái bệnh tên là celiac. Cái bệnh celiac là một cái bệnh mà rất là nhạy cảm với gluten, gluten nó có trong các loại tinh bột, lúa mì, lúa gạo các kiểu, có rất là nhiều gluten ha. Đó. Rồi bạn là bị một cái bệnh tên là bệnh là SIBO. SIBO là một cái bệnh mà cái hệ vi sinh vật đường ruột của bạn đã phát triển quá mức, phát triển quá nhiều luôn. Thì trong cái trường hợp này, trong những ba trường hợp Mita vừa kể như vậy, thì bạn không nên bổ sung muối mật, mà bạn phải làm gì? Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị chính của bạn để bác sĩ cho những lời khuyên phù hợp với tình trạng bệnh của bạn. Và điều thứ hai bạn phải nên làm là bạn nên giảm cái lượng là chất béo mà bổ sung vào cơ thể mỗi ngày. Bạn sẽ giảm xuống khoảng là 60g hoặc ít hơn 60g chất béo trong một ngày, bổ sung trong một ngày ở người lớn 50kg.
bạn sẽ bổ sung ở dưới 60 gram chất béo một ngày là ok. Bạn đừng bổ sung quá nhiều thì cái tình trạng trên nó diễn ra trầm trọng hơn và dịch mật sẽ tiết ra nhiều hơn. Vì nó kéo dài, cái trường hợp này thì nó sẽ gây ra vấn đề tổn thương gan và bị bệnh gan các bạn nhé. Đó là nội dung của video này. Mình xin tạm dừng lại ở đây và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn là người mới thì hắn nhúc đăng ký đi, nhấn luôn cái nút cái chuông bên cạnh đó thì để luôn luôn gặp Mita ở những cái video tiếp theo và không bỏ sót bất kỳ nội dung nào. Đó, thế thôi. Và mình chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống của các bạn ngày một được nâng cao. Bye bye.